Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên. Hiện nay mình đang 28 tuổi. Không biết là có bạn nào giống mình, đó là bị thay đổi về cái cách ăn mặc, thay đổi về cái gu mùi hương, về cái suy nghĩ. Cách đây khoảng mấy năm thì mình có thích những cái tông mùi hương nó như kiểu ngọt ngào, quyến rũ, như là đậu tôn ca, xạ hương, vani, vân 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 vân. Thì bây giờ mình lại thích những cái nốt hương nó trầm, nó sâu lắng, như là gỗ đàn hương, như là nhang nhục. Thì mình nghĩ là khi bạn trưởng thành hơn thì bạn sẽ có những cái thay đổi nhất định. Nên là trong vlog lần này thì mình cũng sẽ làm một cái gợi ý cho các bạn về những chai nước hoa theo những cái độ tuổi khác nhau. Và nếu bạn nào vẫn đang băn khoăn để chọn lựa một chai nước hoa phù hợp với độ tuổi của mình, với cái tính cách công việc và với cái gu thời trang của các bạn, thì các bạn hãy xem hết video lần này nhé. Như các bạn đã biết thì ở mỗi độ tuổi khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ, những cái tính cách, những cái gu thời trang, gu mùi hương và tiềm lực tài chính khác nhau. Nên là mình sẽ chia thành 5 nhóm tuổi, đó là từ 16 đến 20, từ 20 đến 24, từ 24 đến 28, từ 28 đến 32 và từ 32 đến 36. Và ở mỗi nhóm tuổi thì mình sẽ đưa ra hai lựa chọn sử dụng cho mùa đông và mùa hè, hay nói gần hơn thì các bạn có thể sử dụng vào ban ngày và ban đêm. Hãy cùng mình đi xem đó là những lựa chọn nào nhé. Ở cái độ tuổi từ 16 đến 20, mình nghĩ cái thời gian lớn các bạn sẽ dành cho việc ngồi trên ghế nhà trường đi học, và cái năng lực tài chính của bạn cũng chưa lớn, nên việc lựa chọn một chai nước hoa nó cũng khá là đơn giản và không quá yêu cầu gắt gao. Và mình sẽ gợi ý cho các bạn chai nước hoa CK1 với giá tiền khoảng tầm dưới 1 triệu đồng cho 100ml. Thì các bạn có thể sở hữu một chai nước hoa có mùi hương hoa quả rất là dễ sử dụng, dễ tiếp cận và mùi hương cũng khá là nịnh mũi. Và mùa đông thì mình sẽ gợi ý cho các bạn đó là Versace Eros. Như mình đã review ở đây là một chai nước hoa rất tốt cho việc đi bar, đi sàn và những chỗ đông người. Và cái tính cách ở độ tuổi này mình nghĩ là thích thể hiện giữa đám đông và thích chứng tỏ cái tôi của bản thân. Khi mình ở tuổi trẻ đó thì mình rất thích vậy. Và đây là một chai nước hoa mà mình cũng đã dùng một thời gian khá dài trong độ tuổi 16 đến 20. Versace Eros. Ở cái độ tuổi từ 20 cho đến 24 tuổi thì mình nghĩ là các bạn sẽ vừa đi làm vừa đi học và sẽ quan tâm nhiều hơn đến bản thân. Và cái năng lực tài chính của bạn cũng đã có. Và đây là hai chai nước hoa dưới 2 triệu đồng mà mình muốn gợi ý cho các bạn. Nếu bạn tìm một chai nước hoa vừa năng động và có sự quyến rũ nhất định và sử dụng hàng ngày thì Versace Perfume là một lựa chọn rất ok. Mình đã có một video riêng review về chai nước hoa này. Và chai nước hoa mà mình muốn gợi ý vào buổi tối hay mùa đông đó chính là Dolce & Gabbana The One. Đây là một nốt hương thuốc lá rất là tuyệt vời, rất dễ sử dụng, dễ tiếp cận. Và mình cũng đã nhận được rất nhiều lời khen từ chai nước hoa này. Yên tâm đi là mình chưa thấy ai chê chai nước hoa này đâu. Nếu bạn sử dụng thì chắc chắn bạn sẽ là một người đàn ông rất nam tính và vô cùng quyến rũ. Ở cái độ tuổi từ 24 cho đến 28 tuổi thì mình nghĩ là các bạn sẽ có những sự ổn định nhất định về công việc lẫn tài chính. Và cái tính cách của bạn cũng sẽ trưởng thành hơn và trầm hơn. Đa số các bạn sẽ không thích những cái sự phá cách, những cái sự phiêu lưu như là khi các bạn còn trẻ. Và các bạn sẽ hướng đến những cái sự an toàn. Và hai chai nước hoa mà mình muốn gợi ý ở độ tuổi đó, đó chính là Blue de Chanel và Acqua di Gio của nhà Giorgio Armani, nhưng là phiên bản Profumo. Thì chai nước hoa mà mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng hàng ngày đi làm đó chính là Acqua di Gio của nhà Giorgio Armani Profumo. Với cái nốt hương nó khá là trầm của nhang và khá là mạnh mẽ, nó có thể sử dụng cả ngày. Và đây là một cái sự lựa chọn rất tốt mà mình muốn gợi ý cho các bạn. Và nếu như các bạn thích đổi gió thì các bạn có thể sử dụng phiên bản Blue de Chanel, phiên bản EDT. Hai chai nước hoa này thì các bạn có thể sử dụng cả sáng cả chiều cũng được. Và thực sự là hai chai nước hoa này nó đã quá là quen thuộc rồi mà mình cũng không phải nói gì nhiều. Ở cái độ tuổi từ 28 cho đến 32 tuổi, các bạn sẽ có những thành công nhất định trong công việc và tiềm lực tài chính cũng sẽ tốt, và đa số là lập gia đình. Nên việc lựa chọn một chai nước hoa đề cao những cái nốt hương quyến rũ đối với người khác giới thì mình nghĩ là các bạn sẽ không gắt gao nữa, mà các bạn sẽ hướng tới những chai nước hoa mà nó thể hiện được bản thân, thể hiện được sự trưởng thành của một người đàn ông. Và có lẽ nốt hương thể hiện tốt nhất điều đó đó chính là nốt hương cỏ hương bài. Và một sự gợi ý của mình đó chính là Hermès Terre.
Đây là một chai nước hoa có cái nốt hương cỏ gương bài rất là dễ chịu. Mở đầu đó là tiêu và cam quýt cực kỳ là sảng khoái, và nó có sự rắn giỏi của một người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió. Và đây là một cái sự gợi ý của mình cho các bạn. Thực sự nó rất là tốt cho cái độ tuổi từ 28-32 tuổi cho một người đàn ông trưởng thành. Và nếu lựa chọn một chai nước hoa vào mùa đông hay buổi tối thì mình nghĩ là các bạn có thể lựa chọn Tom Ford Tobacco Vani. Thuốc lá luôn là đại diện của đàn ông trong xã hội. Thuốc lá và vani thì chắc chắn sẽ mang đến một người đàn ông rất là quyến rũ. Quyến rũ bởi sự trưởng thành, bởi sự rắn giỏi, bởi sự va vấp của người đàn ông đó. Và nếu như bạn chưa có gia đình, bạn mặc một bộ suit và bạn xịt mùi hương nước hoa này thì chắc hẳn mình sẽ đảm bảo với bạn, bạn sẽ gây được thiện cảm rất tốt với cô gái đối diện bạn. Tom Ford Tobacco Vani. Cuối cùng là ở độ tuổi từ 32 cho đến 36 tuổi thì mình nghĩ là ở độ tuổi này các bạn sẽ có những thành công nhất định và những cái chỗ đứng nhất định trong công việc, và cái tiềm lực tài chính của bạn cũng sẽ không phải lo nghĩ nhiều, và các bạn sẽ hướng đến sự hưởng thụ và ổn định hơn. Và hai chai nước hoa mà mình muốn gợi ý đến đó là hai chai nước hoa của nhà Tom Ford, đó là Grey Vetiver và Tom Ford Oudwood. Không biết các bạn có nhìn rõ. Thì đối với Grey Vetiver thì Vetiver luôn là một cái nốt hương nó thể hiện được một cái sự cá tính của người đàn ông. Và cái nốt Vetiver này nó thực sự là không dễ tiếp cận như cái nốt hương của Vetiver của Eres, của MS Terre. Và cái nốt hương này có lẽ mình nghĩ là với đàn ông ở độ tuổi này, cái việc tiếp cận với họ cũng thực sự khá là khó khi họ đã có những cái từng trải, khi họ đã có những sự va vấp nhất định và để có những sự thành công nhất định. Thực sự đây là một cái mùi hương rất là sang và mình rất thích nốt hương này, và mình cũng ngửi thấy mùi hương này ở khá nhiều người đàn ông trưởng thành và thành đạt. Và nếu mà để mình gợi ý cho các bạn chai nước hoa tiếp theo ở độ tuổi này, đó chính là Tom Ford Oudwood. Chai nước hoa này thì theo mình là đó là một cái tổ hợp mùi hương gỗ rất là tuyệt vời và nó mang cái tính hưởng thụ. Tại vì khi mình xịt chai nước hoa này thì mình có cảm giác nó rất là sang, nó rất là trầm, và nó cảm giác là nó rất là bình yên, nó không có một sự xô bồ, không có sự ganh đua như cái thời bạn còn trẻ. Và thực sự Oudwood là một cái mùi hương khi bạn drive down xuống mà nó rất là sang trọng, rất là quý phái, nó cảm giác là bạn là người có thiền và bạn có sự thành công, tóm lại là thực sự là rất là tuyệt vời. Và nếu như bạn xịt cái mùi hương này trong những buổi họp hay là những buổi sự kiện lớn thì thực sự là nó sẽ để lại ấn tượng rất tốt. Vừa rồi là 10 lựa chọn của mình về 5 độ tuổi khác nhau. Các bạn có đồng ý với sự góp ý của mình hay không? Hay các bạn có những sự góp ý nào khác về những độ tuổi và những chai nước hoa? Thì hãy bình luận ở bên dưới và đừng quên like, subscribe cho kênh của mình để mình có thể làm nhiều video hơn. Xin chào, hẹn gặp lại!